Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vấn đề, đó là cá koi nó bị stress cả nhà nhé. Có rất là nhiều anh chị em có inbox cũng như là ở trên kênh của Long có theo dõi, thì có rất là nhiều anh chị em nói rằng là cá mua về không đỏ mình, không bị bệnh gì cả, nhưng lại cứ nằm đáy rồi lại không ăn, rồi nhát người đó. Và hơn thế nữa thì nước là bị sủi bọt và cảm thấy nước nó bị dơ. Thế thì khi cá koi mắc phải tình trạng như thế thì mình sẽ phải làm như thế nào và điều trị như thế nào cho hiệu quả? Thì mình nói thật với anh chị em là cá koi thì cũng giống như các loài cá khác thôi, nó rất là dễ bị nhiễm bệnh, nhất là bệnh stress. Để chữa hiệu quả thì anh chị em cần, thứ nhất đó là khi mua cá về thì mình phải thả đúng quy trình, đúng cách thôi. Cái thứ hai là mình phải làm nước cũng như thay nước thường xuyên, vệ sinh thường xuyên cho hồ cá để nó tốt. Thế thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cách kỹ hơn về cái việc là dấu hiệu khi cá koi nó bị stress thì như thế nào. Thì cái thuật ngữ stress là cái tình trạng thường gặp ở cá koi. Thực tế thì cá koi nó giống như kiểu là người con gái đỏng đảnh ấy. Và khi bị stress thì dấu hiệu đầu tiên anh chị em có thể nhận thấy là cá koi nó dần dần tách ra khỏi cái đàn và nó bơi riêng lẻ, lờ đờ, và nó hay bơi đi nơi khác ở một cái góc hồ. Và cái đến là cái phần gốc vây của cá sẽ xuất hiện những cái vết sung huyết. Đấy, và cá koi nó sẽ bỏ ăn và phản ứng chậm chạp hơn so với cái thường ngày. Những cái dấu hiệu đầu tiên khi cá koi bị stress thì gần giống với tình trạng là cá koi nó nằm đáy, bỏ ăn, có thể là nó gây ra một cái sự nhầm lẫn giữa việc stress cũng như là những cái việc mà nó bị bệnh, mầm bệnh, nó ủ bệnh. Đấy, nó cũng bị tuột nhớt, nó cũng bị nằm đáy. Đấy, nó bị nhầm lẫn như vậy. Tuy nhiên là khi cá koi bị bỏ ăn sẽ không xuất hiện các vết sung huyết trên cơ thể anh chị em nhé. Thay vào đó là bụng của cá có thể nhô ra do táo bón hoặc là do nó ăn quá nhiều. Đó, đây là cái dấu hiệu điển hình để phân biệt giữa cá koi bị stress hay không. Stress là nó chỉ nằm đáy và nó tuột nhớt. Còn các gốc vây của nó ở trên cơ thể của nó cũng có thể xuất hiện những cái vết sung đỏ, huyết đỏ. Còn cá koi bỏ ăn thì nó lại khác, nó không xuất hiện những cái tình trạng đấy, nên anh chị em lưu ý. Thế thì cái nguyên nhân mà cá koi nó bị stress ấy, có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là bị thay đổi môi trường sống đột ngột. Cái này thì rất dễ hiểu, đó là khi anh chị em bắt về, anh chị em không ngâm cái bọc cá trong cái hồ của mình để cân bằng nhiệt độ. Vì khi ở trại thì nhiệt độ khác, và khi người ta đóng vào bao, người ta vận chuyển trên đường bộ hoặc đường không, thì cái không khí hoặc là cái nhiệt độ trong máy bay cũng như là trong ô tô nó khác hoàn toàn cái nhiệt độ nơi anh chị sống. Và khi về mà các anh chị không xử lý việc cân bằng nhiệt mà các anh chị bỏ luôn cá vào hồ đó, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng như vậy. Cái thứ hai, cá koi nó bị các loại vi khuẩn tấn công lên vây da khiến chúng nó bị khó chịu. Đặc biệt ở đây đó là những cái loại như là khuẩn đơn bào hoặc là những cái loại trùng mỏ neo hoặc là giận nước vân vân. Đấy, thì nó sẽ gây ra khó chịu. Và những cái loại vi khuẩn này có thể gây các bệnh nguy hiểm như là bệnh nấm trắng này, bệnh ghẻ này, trùng mỏ neo này, bệnh nhiễm khuẩn đơn bào vân vân, mà nó sẽ xâm nhập vào cơ thể của cá khiến cho chúng bị stress, tức là nó gây trên cơ thể cá nó bị ngứa ngáy và bắt buộc cá nó phải tiết nhớt trên cơ thể để giảm đi cái sự ngứa ngáy đó. Giống như kiểu con người bị ngứa thì chúng ta lấy tay gãi được, nhưng cá nó không có thì bắt buộc nó phải tuột nhớt thôi. Đó. Rồi tiếp theo nữa là nó bị stress khi chúng ta bắt cá bằng vợt, mà cái vợt này không phải là vợt chuyên dụng dành cho cá koi mà là những cái vợt lưới. Và cá koi khi bắt bằng vợt có thể bị sốc của khoản sợ, do đó là anh chị em cần hạn chế sử dụng vợt bắt cá nhẹ nhàng bằng những cái vợt chuyên dụng dành riêng cho cá koi anh chị em nhé. Tránh việc là xước vây rồi những cái vây nó bị xước ra, sau đó nó lở loét, nhiễm khuẩn đó. Thì anh chị em chú ý. Và hơn thế nữa là với những cái nguyên nhân cá koi stress này ấy, thì nó thường xuất hiện ở những cái động vật ăn thịt xung quanh hồ. Tức là sao? Tức là một số loại động vật to lớn hơn cá koi như là chó, mèo, chim thường xuyên nó lẩn quẩn xung quanh hồ, có thể khiến cho cá nó bị sợ hãi hoặc bị stress. Ví dụ như là một chị bạn của Long ở bên Úc chẳng hạn, ở bên đấy nó có những con cò, con sếu rất là to. Nó thường hay lởn vởn ở quanh hồ cá để nó bắt cá đi. Thì thường cá nó rất sợ, nó biết tụ ở dưới đáy thật sâu, nó không dám lên bờ nữa. Đấy. Rồi tiếp theo đó là do cái chất lượng nước nó không đảm bảo. Đây là cái nguyên nhân mà Long thấy rằng là thường gặp nhất khiến cho cá nó bị stress. Vì con cá nó rất muốn được sống trong một cái điều kiện tốt. nước sạch ít vi khuẩn thì nó mới khỏe mạnh được. Nhưng mà cái hệ thống lọc của mình, thứ nhất ví dụ là xây không chuẩn chẳng hạn, thì nó không lọc nước đảm bảo chẳng hạn, thì nó gây ra tình trạng nước nó kém, chất lượng nước kém, thì cá nó bị stress. Cái thứ hai cũng có thể là nước đầu nguồn của anh chị độ pH nó cao. Đấy, độ pH nó cao, thế nên cũng gây ra tình trạng nó stress, hoặc độ pH thấp cũng vậy, thì khiến cá nó nhảy ra khỏi hồ, hoặc là nó bị stress, nó nằm đáy, nó tuột nhớt, là như vậy. Thế thì một câu hỏi đặt ra là thì khi mà cá con nó bị stress thì chúng ta điều trị nó như thế nào? Thì sau khi mà phát hiện những cái dấu hiệu ở cá koi mà nó bị stress ấy, thì anh chị cần làm những cái bước sau. Thứ nhất là các anh chị nên thay nước mới cho hồ của anh chị, và sau đó là các anh chị vệ sinh lại cái hệ thống lọc của các anh chị, ngăn lắng, ngăn vật liệu lọc vân vân cho nó sạch sẽ. Sau đó các anh chị chú ý là chúng ta chỉ thay từ 30 cho đến 50% nước là tối đa. Sau đó các anh chị châm muối từ 1 cho đến 3%, tức là từ 1 kg muối cho đến 3 kg muối cho một khối. Đó, và sau đó là anh chị đánh vi sinh và tạt vitamin C hoặc khoáng nếu các anh chị có. Còn nếu như các anh chị không có điều kiện mua vitamin C hoặc khoáng thì anh chị có thể mua xê sủi dạng viên trắng, các anh chị cho vào để tránh nước nó bị vàng mà. Đó, thì 5 viên xê sủi cho một khối để các anh chị có thể là làm lại cái nước cho nó tốt và khiến cho cá nó tăng cường sức đề kháng bằng vitamin C hoặc khoáng hoặc xê sủi, để nó tăng cường sức đề kháng giúp cho con cá nó tỉnh táo trở lại. Đấy, cái thứ hai là các anh chị tăng cường sục khí và tiến hành vận hành toàn bộ cái hệ thống lọc nước. Tức là sao? Tức là các anh chị sẽ sục khí oxy trong hồ, hoặc nếu như các anh chị có thác thì các anh chị tăng cường cho thác nó chảy ngày đêm. Đó. Và cái thứ hai, trong cái hệ thống lọc của anh chị nếu có những cái vận dụng như là canet thì các anh chị tăng cường sục canet cho nó thật đều, thì tạo cho vi sinh nó có cái tỷ lệ năng động cao, nó làm cho nước các anh chị nó tốt trở lại, và oxy cũng giúp cho cá nó được thoải mái hơn. Rồi tiếp theo nữa là các anh chị tạm ngừng cho ăn khoảng từ 2 cho đến 3 ngày, tránh cho tình trạng là cá nó đang yếu và nó đang không muốn ăn mà các chị lại cho ăn. Thì khi mà người nó đang yếu mà mình cho ăn nhiều thì cái hệ tiêu hóa của nó không tốt được, dẫn tới cái việc là cá nó lại cái tỷ lệ mà khỏi bệnh nó chậm hơn. Cái thứ hai, khi nó thải ra mà người bệnh thải ra mà thì cái nước hồ nó cũng bị ô nhiễm hơn. Đó, thì các anh chị lưu tâm là như vậy. Đó. Và tiếp theo là mùa hè thì các anh chị cần che chắn một chút cho cái hồ của anh chị nó mát bằng cái dàn lưới lan màu đen. Có rất nhiều anh chị treo cái dàn lan của mình bên trên và dưới là hồ cá cũng được, nhưng mà tránh cái trường hợp mà bón phân cho lan hoặc là xịt thuốc cho lan thì mình mang ra thôi, còn lại mình treo tới nước vẫn bình thường, để làm cho cái hồ nó được đỡ cái sự nắng nóng. Nước nó cao thì trên 30 độ là con cá koi nó đã có một cái tình trạng đó là nó không thể thích nghi được. Đó, thì anh chị chú ý là như vậy. Và khi cá bị nặng thì các anh chị lưu ý cần bị tách riêng những cái em cá ra. Ở trường hợp này thì anh chị lưu ý một điều là nếu như em cá của anh chị nó bị nặng rồi mà nó đã tách đàn rồi, nó nằm rồi, thì các anh chị nên bắt riêng ra hồ cấp cứu và chúng ta điều trị bằng tetraxilin Việt Nam đi, một cái tetraxilin phổ biến nhất là dạng vỉ, viên con nhộng ở trong có dạng bột. Hoặc là nếu như các anh chị bị sợ nhờn, tetraxilin sợ nhờn kháng sinh thì các anh chị có thể dùng cái Evazin và tetra Nhật. Cái Evazin, tetra Nhật thì nó cũng duy nhau thôi, nhưng Evazin thì nó ok hơn để các anh chị dưỡng lại cá, bằng cách là các anh chị hòa muối 4 kg cho một khối và sau đó là cho cái Evazin vào, để chúng ta tầm khoảng độ là 1g cho 100 ml nước, để chúng ta là dưỡng lại cá trong vòng từ 2 cho đến 3 ngày. Sau đó chúng ta thay 20-30% nước, 30% nước, và chúng ta thiếu cá khỏe lại rồi thì ok, chúng ta có thể tắm tím nhẹ và cho vào hồ chính. Còn nếu cá nó vẫn còn lờ đờ thì chúng ta đánh tiếp liều thứ hai là 1g cho 100 ml, tính trên 30% lượng nước đã thay. Tiếp tục là bổ sung thêm muối vào 30% nước đó để cho cá được dưỡng cho nó khỏe lại đi 3 ngày tiếp theo. Cho nó khỏe lại đi thì lúc đó chúng ta tắm tím nhẹ và cho cá vào hồ là ok. Đó, thì đó là cái điều mà các anh chị lưu tâm. Khi cá stress thì chúng ta xử lý nó dễ dàng vậy thôi. Và có anh chị có hỏi là vậy thì cách phòng bệnh như thế nào để cho cá coi nó không bị stress, thì thực ra muốn cá coi nó khỏe mạnh ấy, không mắc bệnh nguy hiểm ấy, thì anh chị đơn giản là bằng những cái biện pháp đó là: thứ nhất là mình phải vệ sinh cái hồ của mình nuôi cá, trước khi mà mình muốn mua cá về thả. Tức là sao? Tức là các anh chị làm bể xong thì các anh chị vệ sinh sạch sẽ, rồi sau đó là đúng cái quy trình ngâm phèn chua vân vân các thứ ấy. Đó, cho nó sạch sẽ xong thì các chị làm nước lên, làm nước từ 7 cho đến 14 ngày, châm vi sinh, châm muối, vitamin C. Đó, các anh chị tạt vào để cho nước nó tốt đi. Đó, để cho nước nó được đảm bảo chất lượng ok nhất. Sau đó thì các anh chị cũng mua cá về thả. Đấy, thứ hai là cá mua về thì các anh chị cần đó là triệt các mầm bệnh trước khi thả vào hồ. Tức là sao? Thứ nhất, cân bằng nhiệt này, ngâm mọc vào hồ trong vòng 15 đến 30 phút này, sau đó là tắm tím này, sau đó là đưa đi. Nếu như mà cá Nhật đắt tiền ấy thì khuyên các anh chị tốt nhất là đưa đi dưỡng trong vòng từ 7 đến 14 ngày hãng cho vào hồ chính. Còn nếu mà cá Việt thì nó không, giá trị nó không đáng là bao nhiêu, mà cá Việt nó trâu bò chữa bệnh nó cũng dễ hơn là cá Nhật rất là nhiều, thì các anh chị có thể tắm tím, sau đó các anh chị dưỡng tầm khoảng độ 2-3 ngày gì đó bằng te cha hoặc là aerozin, sau đó thì các anh chị có thể cho vào hồ chính được rồi. Đó, thì đấy là cái thứ hai các anh chị lưu tâm. Cái thứ ba đó là các anh chị cho cá nó vừa đủ thôi, ngày tầm khoảng độ là từ 2 cho đến 3 bữa với cá bình thường, hoặc với cá ton size mà đang muốn kích size lên thì là 4 bữa là chính, tránh dư thừa thức ăn đồ nhiễm nước. Đấy, tiếp theo là ngăn chặn các loại chim hoang dã và những cái loại mà chó mèo xung quanh nhà, nếu như có thì nên có cái lưới tre để tránh cái tình trạng mà cá nó sợ. Hoặc có những cái hồ mà người ta xây lớn hoặc là những cái hồ mà người ta có điều kiện đấy, người ta thường là trồng những cái cây xung quanh hồ để có những cái hàng rào cây thì cá nó cũng cảm thấy là nó ok hơn rất là nhiều. Đó. Rồi tiếp theo là sử dụng riêng biệt các dụng cụ sử dụng cho hồ cá, không được dùng linh tinh giữa cái hồ bị bệnh và cái hồ chính. Còn nếu mà không có điều kiện mà mua hai bộ khác nhau thì trước khi dùng nên là các anh chị ngâm tím để các anh chị diệt khuẩn. Đấy, thì đấy là cái quá trình mà các anh chị chú ý. Rồi không nuôi chung với các loại cá khác có khả năng mắc bệnh. Ví dụ có rất nhiều anh chị em nuôi cá koi chung với cá bảy màu hay là mấy cái loại là cá săn mồi vân vân. Nếu mà các anh chị nuôi chung như vậy, một là chúng nó sẽ đánh nhau. Cái thứ hai là những con cá đấy thì nó rất dễ bị mắc những cái bệnh thông dụng, nên nó cũng lây cho cá koi của anh chị. Đấy. Tiếp theo là anh chị nên vệ sinh môi trường nước của anh chị và tiếp theo dõi cái độ pH trong nước hồ của anh chị. pH mà nó nhỏ hơn 7 hoặc là pH nó lớn hơn 7 thì nó cũng ảnh hưởng đến cá. Và cái cách xử lý pH thì các anh chị hãy xem ở những video trước Long có chia sẻ với các anh chị để cân bằng lại cái độ pH trong nước hồ của các anh chị. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta có thể trộn kháng sinh cho cá ăn vào những cái thời điểm giao mùa hoặc là trước khi vận chuyển cá. Cái này là chủ trại người ta sẽ làm, nhưng mà trước khi giao mùa thì các anh chị hãy có những cái liều phòng bệnh trước cho cá. Sử dụng những cái liều như là oxytetracycline, cái đấy này có thể trộn cho cá ăn được. Cái đấy thì bán ngoài hiệu thuốc cũng có, hoặc cái là cái Long nhớ là một cái loại kháng sinh Long nói ở trước Long quên mất rồi, gelatin, gelatin. Đấy, cái loại kháng sinh đấy cũng trộn được, thì trộn cho cá ăn để nó phòng bệnh. Hoặc như các anh chị không có điều kiện như thế thì hãy làm một cách thường xuyên, đó là trong một tuần các anh chị hãy cho ăn đầu tuần một cái bữa là sữa chua không đường trộn với cám, và giữa tuần một cái bữa là tỏi trộn với cám, hoặc là cầu kỳ hơn thì các anh chị có thể xay tỏi vắt lấy nước trộn cám cho cá ăn, thì nó cũng tăng cường cái hệ miễn dịch của cá, giúp cho khi thay đổi thời tiết hoặc là chuyển mùa thì cá nó không bị gặp cái tình trạng bị stress hay mắc những cái bệnh khác. Đó, rồi tiếp theo cuối cùng lưu ý là khi cá yếu hoặc có dấu hiệu bệnh ấy, thì các anh chị hãy dùng cái phổ biến nhất đó là cái tetracycline để mình có thể dưỡng lại cá, hoặc là cái evazin là tốt nhất. Đấy, thì các anh chị có thể dưỡng lại cá. Và tỷ lệ muối thì các anh chị có thể dùng 4 kg trong một khối để có thể là dưỡng lại cá cùng với evazin trong vòng tầm khoảng độ từ 2 đến 3 ngày để cho cá nó ok lại, thì các anh chị có thể cho vào hồ chính được rồi. Điều trị bệnh stress nó là như thế, nó rất đơn giản thôi. Đấy, và các anh chị cũng lưu tâm là cá koi bị stress thì thường nó sẽ bỏ ăn, lâu dần nó sẽ dẫn đến gầy guộc và tóp người lên hạn, nó không đủ sức đề kháng để tránh các bệnh tận khác đâu. Thế nên là các anh chị em lưu ý là khi gặp dấu hiệu này thì mình cần xử lý ngay, tắm tím cho vào dưỡng ngay, thì cá nó sẽ hồi phục lại sau từ 3 cho đến 6 ngày nhanh thôi, nên các anh chị không cần phải lo lắng. Ok, thì đó là những cái điều mà hôm nay muốn chia sẻ với anh chị về cái bệnh stress này để các anh chị lưu tâm. Đây là một cái bệnh rất là phổ biến nhưng cũng rất là dễ chữa nếu như mà mình biết đúng cách. Cái thứ hai là mình biết làm nước tốt, và biết phòng bệnh khi chuyển mùa giao mùa thì cái việc stress là dường như là không gặp phải, cá của anh chị là sẽ khỏe thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị lần sau. Anh chị hãy like, đăng ký kênh để mình có động lực để ra nhiều video hơn nữa, chia sẻ tới anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.